Chân gà Úc Vị do người Việt Nam sản xuất được review nhiều nhất tích tớp. Thì liệu có gì đặc biệt? Đây là chân gà CM Food. Chắc mọi người đã không quá xa lạ đúng không? Tôi nói đi tới đâu cũng thấy ai cũng ăn cái này hết trơn. Riêng chân gà sẽ có hai vị là vị cay với vị cay hơn. Mỗi cái chân gà thì trên dưới 45g và thật sự rất là to. CM Food còn có cả chân vịt nữa. Chân vịt thì mỗi cái sẽ trọng lượng 40g. Và chân gà này là không có chất bảo quản nha. Bên ngoài sẽ là lớp collagen màu nâu trong. Chân gà thì vẫn có móng nhưng mà cái phần móng này đã được rút mềm rồi nha. Theo tôi được biết cái phần móng gà được để là bởi vì để chứng minh là chân gà này là chân gà tươi. Ta nói mỗi cái chân gà của CM Food siêu to luôn á mọi người. Kèm với cái nước sốt của CM Food luôn nha. Cái nước sốt này thì cay á, còn chân gà thì cái vị cay hơn, nó cũng không cay lắm đâu. Đặc trưng của chân gà này luôn là sẽ thơm cái mùi hoa hồng ở Quế. Nhưng mà tôi nghĩ là do chân gà là do người Việt Nam sản xuất á mọi người, nên đã điều vị lại cho giống khẩu vị của người Việt Nam rồi. Đây bên trong cái chân gà là còn tỉ nhiều như vậy luôn nè mọi người ơi. Ta nói ăn nó rầm rập giòn rậm, cắn vô cái xương nó đã gì đâu á. Về phần chân vịt thì tôi thấy là nhiều xương hơn chân gà. Bạn nào thích ăn đầy thì mình ăn chân gà sẽ ngon hơn nha. Chân gà Úc Vị 100% xuất xứ từ Việt Nam, hot rần rần trên top top. Thì liệu có thiệt sự là ngon? Mọi người biết tại sao mà tôi mua cái món này không? Trời ơi, tôi thấy bà Hoàng Lam ăn hơi bị ngon luôn. Ở đó coi xong cái clip này là tôi ngứa người, tôi đặt liền nè. Chân gà sẽ có hai loại cay và cay hơn, nhưng mà cái loại cay thì nó không cay, còn cái loại cay hơn là nó chỉ hơi the the thôi à. Tôi nghĩ là ai cũng ăn được hết trơn á. Lớp bên ngoài là collagen và chân gà tôi thấy khá là to. U là trời, mọi người nhìn nè, con mèo nhà tôi nó nhìn tôi ăn mà nó thèm thuồng tới độ mà nó phải nhảy lên vậy luôn á. Điểm cộng là chân gà này xuất xứ 100% từ Việt Nam và không có chất bảo quản. Tôi là cái đứa cực kỳ ngại ăn mấy cái chân gà nội địa mọi người, nên vừa nghe tới 100% xuất xứ từ Việt Nam là tôi mua liền á. Đó mọi người nhìn đi, tôi cầm cái chân gà lên thôi là mọi người thấy nó to ú nụ rồi. Để tôi chứng minh cái sự tươi ngon của cái chân gà này là tôi sẽ để cái độ giòn cho mọi người nghe. Bao bì thì chỉnh chu, bên trong thì chất lượng. Tôi thấy giá thì chỉ nhỉnh hơn một xíu thôi nên vẫn xứng đáng nha cả nhà. Và đặc biệt đối với tôi là chân gà này là hàng của Việt Nam nên cực kỳ an tâm về chất lượng rồi. Nhỏ em tôi nó qua nó ăn ké xong nó nói vậy nè mọi người. Cho em nha. Chân gà Úc Vị hàng do người Việt Nam sản xuất thì liệu có thật sự an toàn? Tôi mới vừa phát hiện một cái kiểu ăn chân gà Úc Vị mới nên bây giờ tôi phải quay lên liền để làm clip bách ben nè, bởi vì quá là thèm. Đợt này tôi mua thấy cái chân gà nó to hơn hẳn luôn. Trời ơi, mọi người thử quệt chung với cái muối chấm hải sản đi nha. Chân gà này là hàng Việt Nam luôn, không có chất bảo quản. Chân gà CM Food sẽ có hai vị là vị cay và vị cay hơn. Vị cay tôi thấy không có cay nên rất phù hợp để chấm với cái nước sốt luôn, còn vị cay hơn khi mà chấm với nước sốt sẽ hơi cay xíu luôn nha. Chân gà sẽ có lớp collagen bên ngoài, nhìn nó óng ánh lắm luôn á mọi người. Nhưng mà ăn cái chân gà Việt Nam kiểu nó mướt miệng từ bên trong ra tới ngoài luôn. Nè mọi người nhìn đi, cái chân gà nó to đến cái độ mà cái phần xương nhìn nó siêu to luôn. Cắn mà để hút tỉ ra thôi là tao nói quá trời tỉ bên trong luôn là biết cái độ tươi của chân gà cỡ nào rồi. Thật ra là để so chân gà đóng gói với chân gà tươi thì không thể. Nhưng mà nếu để chọn một chân gà đóng gói thì tôi sẽ chọn CM Food, bởi vì nhìn nó bao bì thì đẹp, bên trong chất lượng. Mà tao nói cắn tới đâu là giòn rợm rợp tới đó. Một cái chân gà nó to hơn ba ngón tay của tôi á nha mọi người. Nhìn con cơm mập nhà tôi đi, mỗi lần đưa cái chân gà ra là nó nhẹ mọi người. Chân gà Úc Vị CM Food người Việt Nam sản xuất nên ăn hay không ăn? Ăn hay không ăn tôi không biết, nhưng mà mỗi lần mà tôi mua chân gà CM Food là tôi mua combo 30 cho đến 50 không, mà bây giờ lên đô là phải ăn 50 chân. Lần đầu mở gói chân gà CM Food ra thấy cái móng là tôi hết hồn luôn mọi người ơi. Nhưng mà không phải đâu nha, đây là cái móng chân gà mềm, tức là cái móng cứng nó được rút ra rồi, cái móng này là móng mềm ăn được. Một phần nữa là để nhận biết là chân gà đầu nhập vô là chân gà tươi, đi kèm là thêm sốt chấm của nhà CM Food nữa nha. Cái sốt chấm này ăn nó hợp với chân gà một cách kỳ lạ luôn, nó không có bị ngọt, cay cay chua chua, ăn dính cực kỳ luôn. Cái chân gà của CM Food cái phần collagen được bọc bên ngoài á, nó sẽ màu trong trong nha, chứ không có phải là đục như là chân gà nội địa mà mình hay ăn, nên ăn á không có hề bị bứ với lại ngán luôn á, mà cái gia vị được nêm á, khẩu vị rất là vừa vị với người Việt Nam mình. Cắn vào bên trong cái chân gà là cảm nhận được cái xương nè, rồi cái gân của nó nè mọi người, nhai sần sật nó đã gì đâu á. Cắn chung mấy cái sùng á trời, nó giòn rụm, ta nói nó đã gì đâu á mọi người ơi. Mà chân gà này bình thường ăn một lần chân á nha, phải là chục cái nó mới ả được nha. Lần đầu tiên ăn chân vịt, cánh vịt, chân gà của nội địa Trung thì sẽ như thế nào? Đầu tiên là chân gà nội địa Trung, màu sắc chân gà ở ngoài sẽ có màu hơi nhạt xíu và nó hay bị lân lên màu trắng á mọi người. Nhưng mà tôi tìm hạn sử dụng thì chỉ thấy ngày sản xuất thôi. Đây là cái chân vịt nè, trung bình mỗi cái đều có giá là 10 cạnh nha. Thật sự là thịt vịt tôi rất là ít ăn luôn, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà tôi ăn cái chân vịt đóng gói á. Còn cái cánh vịt là nó sẽ có mấy cái cọng gân gân màu đỏ này nè mọi người. Nè khúc mà tôi chỉ vô là miếng xương nó lòi ra. Thử trước cái chân gà thì cái vị của chân gà này nó sẽ cay nha. Cả chân vịt và chân gà của nội địa Trung sẽ cay hơn là ở Việt Nam. Và đúng là cũng có cái mùi thơm đặc trưng nữa nha mọi người. Nhưng mà so sánh về độ đậm đà thì không có bằng cái chân gà Việt Nam mình đâu nha. Chân gà nội địa Trung nó sẽ hơi nhạt nhạt á, nhưng mà không biết có ai giống tôi không, ăn hai món này của nội địa Trung nó sẽ cảm thấy hơi ngại ngại, kiểu như không có mướt cái miệng á mọi người. Nhưng mà điều làm tôi bất ngờ chính là cái cánh vịt nha. Ban đầu tôi nghĩ là tôi không có dám ăn cánh vịt này đâu. Xé ra bên trong sẽ thấy được cái thớ thịt miếng vịt màu hồng hồng, có mùi thơm và vị cay cay, nhưng mà trong với ba món á thì tôi thấy cánh vịt là ngon nhất á mọi người. Chanh Quảng Đông không khác gì chanh sượng Việt Nam, thì liệu sự thật có phải như vậy không? Cùng tôi mua thử nha. Giá là 55.000 một ký thôi nữa.
có 55.000 ký chai mà mua ly trà chanh nó 60.000. Cái món trà chanh giả tay thì quá nổi tiếng rồi, nhưng mà bây giờ tôi sẽ review cái trái chanh Quảng Đông mà nổi tiếng không kém. Trái chanh này là làm ra được cái món trà chanh giả tay đó. Cái trái chanh nó rất rất là to luôn, một cái bàn tay của tôi thôi là hai trái là hết rồi. Khi mở ra thì phần nước của nó rất là ít nè mọi người, nhìn đi, đặc biệt nó rất là thơm cái mùi xả nha, giống như cái tinh dầu của vỏ chanh vậy. Cái điểm đặc biệt là nó giống như là chanh Việt Nam bị sượng nha mọi người, nó không có nước nhiều. Mấy bà ơi, tôi bóp nó ra nó cũng không có dằn nước là nhiều nữa nè. Đó, bình thường chanh Việt Nam mình gọi là chanh sượng rồi đó mấy bà. Thấy nết nước nên tôi mạnh dạn bỏ thêm muối tôm vô nữa để ăn thử coi nha mọi người. Ê, nhưng mà nó kỳ lắm nha mọi người, kiểu như nó không có chua mấy bà ơi. Nó vẫn có chua đó nhưng mà chua hơi hơi à. Cái chanh này còn được gọi là chanh nước hoa nữa, từ cái vỏ nó rất là thơm luôn và ăn nó không có nhẫn như là chanh Việt Nam của mình. Thì tôi thấy cái vỏ là ăn được luôn á. Mà các bạn thấy tôi ăn mọi người, nó không hề chua nha. Tức là đây là tôi không có ăn cái trái thần kỳ trước khi ăn cái chanh này đâu nha. Tôi ăn không đó mọi người, mà nó không có chua thiệt. Chứng minh là tôi ăn từ lát này đến lát khác nha. Đó, cái lát này tôi cắt rất là to luôn nha mọi người. Cắn cùng với cái vỏ chanh nó thơm, cái mùi tinh dầu lắm. Kiểu như mà bà nào mà đang có bầu hay là thèm chua mà ăn cái trái chanh này vô thôi là cũng đã giống như là ăn xoài nha mọi người, nhưng mà nó thơm nó ngon nha. Độc lạ với món cháo bánh chưng. Món này là chỉ có ngày Tết thôi nha, chứ không phải là ở Bình Dương đâu. Một nồi nước lên xong lấy trong tủ lạnh ra mấy cái bánh chưng mà mình ăn còn thừa đó mọi người. Nhiêu đây là tôi ăn còn bị dư lại nè. Bánh chưng mình sẽ dầm nát ra với nước nha. Thường nếu các loại bánh chưng mà các bạn bỏ tủ lạnh đó, nó sẽ lại gạo nên là mình chỉ nấu món này là hợp lý luôn. Khúc này là tôi cho nhiều nước quá nên tôi vớt ra bớt nè. Hãy tôi thích ăn cái cháo mà đặc đặc một xíu. Với cái món này là bạn phải thực hiện hai cái thao tác nha, vừa dầm và vừa khuấy nha mọi người, chứ không thôi là cháy cái đít nồi nha. Đến khi nào mà hỗn hợp cháo này nó mịn rồi là mình ok la nha mọi người, và đặc biệt là cái món cháo bánh chưng này nó sẽ khá là nhạt. Nên khúc này tôi sẽ nêm thêm một xíu nước mắm, đường và bột ngọt nha. Mà nói chung thì mình chỉ nêm thêm khẩu vị của mình thôi, mình thấy ăn ngon là ok la rồi. Tại vì cái món này nó khá là dễ nấu luôn. Mà mọi người biết sao không, ban đầu tôi nghĩ cái món này không ngon nhưng mà nó ngon không tưởng nha mọi người. Vì trong bánh chưng nó có nhân đậu xanh nữa nên khi nấu cháo lên nó cái đậu xanh nó hòa quyện với lại cháo mọi người, nó cực kỳ béo và thơm luôn. Món này mình chỉ đi mua thêm gỏi gà nữa là mình trộn ăn cùng với cháo là hơi bị đúng bài. Tính ra nếu như mà ăn bánh chưng ngán rồi á thì các bạn nên làm cái món cháo này ăn nha mọi người, nói như là một cái món khác hoàn toàn với bánh chưng vậy á. Ra ba mùng Tết ăn thịt ngán rồi ăn cháo thấy ngon hẳn luôn. Cháo ở chợ Tân Định mất phong độ so với những ngày trước. Xin nhắc lại lần nữa, đây là cảm nhận của riêng cá nhân tôi thôi nha. Nhắc đến cháo ở chợ Tân Định chắc là ai cũng biết được là quán đông cỡ nào rồi á. Hôm tôi đi là gần 8 giờ mà quán cực kỳ đông luôn, tôi phải đợi hơn 30 phút thì cháo mới được đem lên. Lần này tôi ăn lại thật sự là cháo đã không còn xuất sắc như trước nữa. Tôi gọi một phần cây vừa và cây nhiều. Ngày trước mà tôi gọi một phần cây vừa thôi là cực kỳ cay rồi á. Phần cây vừa thật sự không có cay luôn á. Phần thịt ớt thì săn chắc nhưng lại chưa thấm gia vị, kiểu lạt lạt như thế nào ý. Phần nước kho thì lỏng bỏng không còn đậm đà như trước nữa. Phần cháo trắng thì có mè đen và thơm thơm của lá dứa. Một phần cháo ở đây là 70 cành nhưng mà tôi thấy ăn không có đủ no. Bãi giữ xe ở đây thì khá cách xa quán và phí giữ xe là 6k. Mấy anh nhân viên thì hơi hờ hững với khách hàng, kiểu như tôi kêu thêm nhưng mà mấy anh cũng làm lơ luôn, mà cuối cùng cũng không đem món thêm lên cho tôi luôn. Cháo sườn ông Tạ bán hơn 40 năm mà chưa khi nào quán vắng khách. Một cái quán nhỏ nhưng phía trước quán lại đặt một nồi cháo siêu to, lúc nào cũng tấp nập khách. Cháo sườn ông Tạ nằm ở số 302 Phạm Văn Hai Tân Bình. Ngày xưa là tôi cực ghét ăn cháo luôn, nhưng từ ngày ăn được cháo sườn ông Tạ thì dù trời nắng hay trời mưa, buổi trưa hay buổi tối, cứ ai rủ tôi đi ăn cháo sườn ông Tạ là tôi đi hết á. Nếu có ba từ để diễn tả về quán thì tôi sẽ diễn tả ba từ: ngon, bổ, rẻ. Một tô hợp cẩm gồm sườn, thịt băm, có giá là 30 cành thôi. Ở đây có trứng gà ta, hoặc trứng bách thảo nữa nha, mỗi trứng là 5 cành. Đầu tiên là về cháo, ở đây được xay nhuyễn rồi mới đem nấu, có độ đặc vừa phải nên rất dễ ăn. Thịt băm ở quán được nêm nếm sẵn. Ai muốn ăn đậm đà hơn thì có thể dặn cô chan nước sốt thịt vào nha. Riêng cá nhân tôi thì thấy cô nêm nếm như vậy là vừa phải rồi. Cuối cùng là em verdet của quán. Sườn được cô chủ nấu từ sườn non chặt khúc và được ninh lâu nên cực kỳ mềm và béo luôn. Sườn có nạc lẫn sụn ăn sần sật, trời ơi phải nói là nhất cái nách luôn á. Bánh quậy ở đây thì có giá là 4 cành một bánh nha. Một tô 30 cành thôi mà tôi đảm bảo là bao đủ chất luôn á. Quán bán từ 1 giờ trưa cho đến 11 giờ tối nha.